Ngày hôm nay, coi dậy mưa bão trên Hoa Kỳ cảnh báo. Trong lúc này, bão tiết lịch sử đang di chuyển nhiều chỗ. Đã bắt đầu đánh tới Minnesota. Có thể trở thành hai feet tiết rời trong vòng ba ngày kế tiếp. thống đốc của tiểu bang đưa ra tình trạng khẩn cấp ở ngay chỗ này. Cũng đưa ra sửa soạn vệ binh quốc gia tới đây để giúp đỡ. Ông thống đốc tiểu bang nói, chúng tôi không phải là coi chuyện này quá thận trọng. Nhưng mà chúng tôi phải cần để ý đâu ra đó về chuyện này. Trong lúc này, mùa đông đang xảy ra trên Hoa Kỳ. Từ Washington State cho tới Idaho. Cả luôn dọc dài ở bên North Dakota. Có nhiều chuyện xảy ra lộn xộn ở ngay con đường cao tốc 29. Ở đây đường thì đóng đá, những xe 18 bánh chạy qua bên đường. Còn bên Colorado và Wyoming, ở chỗ này tiết rơi xuống trắng xóa, không thấy đường xe chạy. Cả luôn ở ngay Twin City, chỗ này thì tiết rơi cũng rất là nhiều. Lần này tiết rơi xuống đó là trong năm lần mà lịch sử của trên Hoa Kỳ thấy tiết rơi nhiều như vậy. Mọi người nhìn thấy cái màu đỏ nhiều ở trên bản đồ đó là xảy ra rất là lớn, nguy hiểm. Đó là trong vòng 2-3 ngày kế tiếp đây. Họ lần rồi ở bên Minnesota thấy tuyết rơi nhiều như vậy. Đó là 2010, thấy tuyết rơi như vậy. Lúc đó, tuyết rơi nhiều. Cái nóc nhà ở cái chỗ Metrodome đã bị bể. Hiện tại ngay bây giờ đang sửa soạn, sửa soạn cho cái bão tuyết mùa đông đánh xuống ở đây. Đây ảnh hưởng những đường đi từ Đông sang Tây ở trên Hoa Kỳ. Hiện tại ngay bây giờ, mưa bão thất thường không thể nào đón trước được. Tôi hy vọng mọi người hãy cẩn thận. Đây là ông thị trưởng của thành phố ở bên Minnesota, báo chụp. Mọi người thấy sau lưng tôi, đó là những người chạy tập thể thao ở ngay Minnesota, Twin City chỗ này. Đối với những người sống ở bên Minnesota, thì họ quen, họ quen với cái chuyện mà bão tuyết mùa đông. Lần này, mưa bão tuyết xảy ra trở thành là mưa bão tuyết tồi tệ nhất trong vòng 10 năm. Theo của báo cáo về thí tượng ở đây cảnh báo với mọi người, ngày hôm nay ngày mai và ngày mốt nữa rất là nguy hiểm muốn đi tới đi lui ở ngay minnesota sẽ gặp rất là khó khăn hiện tại thì nhà chức trách ở đây đang kêu gọi mọi người nên ở nhà có nhiều con đường highway ở chỗ này sẽ đóng cửa nữa và nhiều chỗ khác nhau sẽ đóng cửa